Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Mazda CX-30 đã có rất nhiều thay đổi so với CX-3. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thị trường ô tô xe máy. Mazda phát triển CX-30 với khách hàng châu Âu làm trọng tâm, và chỉ khi đã đảm bảo được mục tiêu này, họ mới bắt đầu mở bán chiếc SUV sang các khu vực khác. Naohito Saga, giám đốc dự án CX-30 cho biết, Mazda đã nghiên cứu cực kỳ kỹ tình hình giao thông và thói quen cầm lái của người châu Âu tại các khu vực đô thị để chỉnh sửa CX-30 sao cho phù hợp với thị hiếu và nhu cầu trong khu vực. Trong đội hình SUV của Mazda, CX-30 nằm giữa CX-5 cỡ trung và CX-3 cỡ nhỏ. Hai cái tên nắm giữ vị trí best seller của hãng ở châu Âu. Chiều dài xe đạt 4.395, dài hơn CX-3 hẳn 120mm và ngắn hơn CX-5 155mm. Kích thước như vậy theo Saga là vừa vặn để vận hành và đỗ xe trong đô thị châu Âu. Các tính năng bên trong CX-30 cũng được sửa đổi để phù hợp thị hiếu của người tiêu dùng châu Âu, nhưng không vượt qua khuôn khổ quá xa lạ đối với khách hàng toàn cầu. Vị trí ghế ngồi và chiều cao thân lẫn thềm xe được đánh giá sát sao để phù hợp với thân hình nhiều típ người dùng khác nhau, cho phép họ ra vào xe một cách dễ dàng. Cử động của con người khi ra vào trong xe cũng được nghiên cứu để tăng độ tiện nghi thoải mái và giảm thiểu mệt mỏi. Giám đốc Mazda châu Âu Joe Steinitz cho biết, đối tượng khách hàng chính mà họ nhắm tới là các bậc phụ huynh trẻ tuổi vừa có con. Xe mà họ ưu tiên sử dụng là loại có cabin rộng rãi, chính là yếu tố mà CX-30 nhắm đến để so sánh với CX-3, Mazda 3, dù là cả ba cùng chung một khung gầm. Yếu tố tiết kiệm nhiên liệu và chi phí cho chúng cũng được tính đến. CX-30 sẽ có mặt tại các đại lý của Mazda ở tổng cộng 130 thị trường trên toàn cầu. Xe chính thức được mở bán tại châu Âu vào tháng 9 với giá khởi điểm 27.000 đô la, tương đương 627 triệu đồng tiền Việt Nam. Những dòng tên cần dè chừng CX-30 có thể kể đến như Hyundai Kona, Honda HR-V hay trong tương lai là Kia Seltos. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.